Chào mừng các bạn đến với tiết học vật lý của thầy Nguyễn Đức Anh. Hôm nay chúng ta sẽ học chủ đề số 15, công suất, gồm có những phần như sau. Các bạn hãy giữ màn hình, quan sát tình huống và điền vào chỗ trống trong bảng. Các bạn có thời gian 5 phút. Trong tình huống này, các bạn thấy công thực hiện của ba bạn là như nhau nhưng thời gian thực hiện thì khác nhau. Vậy nhìn vào số liệu này, chúng ta có thể điền vào thứ tự mạnh yếu như sau. Mạnh nhất đó là bạn Bảo, tiếp theo là bạn Hòa và sau cùng đó là bạn An. Tại sao chúng ta xếp được thứ tự này là vì bạn nào có thời gian thực hiện ngắn nhất thì bạn đó sẽ khỏe nhất, và bạn nào có thời gian thực hiện dài hơn thì bạn đó sẽ yếu hơn hai bạn còn lại. Chúng ta đi tính công thực hiện trong 1 giây của bạn Bảo bằng cách chúng ta lấy 500 chia cho 10, và cứ tương tự như vậy cho bạn An và bạn Hòa. Thông qua bảng này, chúng ta nhận thấy một điều: công thực hiện trong 1 giây mà càng lớn thì bạn đó sẽ mạnh hơn. Thông qua tình huống này, chúng ta rút được nhận xét như sau. Công thực hiện trong 1 giây, ta gọi nó là công suất. Và khi chúng ta biết được giá trị của công suất, ta sẽ biết được mức độ hoạt động mạnh hay yếu của vật, của người, vân vân và vân vân. Vậy thì từ cái nhận xét này, chúng ta dễ dàng nắm bắt được khái niệm của công suất hay là định nghĩa của công suất. Công suất được tính bằng công thực hiện cho một đơn vị thời gian. Chúng ta đã nói ở phần nhận xét ở phần đầu. Chỉ lưu ý các bạn như sau. Công suất người ta ký hiệu cho chúng ta là chữ P hoa. Các bạn cần phân biệt hai cái ký hiệu chữ P khác nữa. P lớn là trọng lượng, P nhỏ là áp suất. Các bạn cần phân biệt ba chữ P này để khi làm bài chúng ta không lẫn lộn. Từ định nghĩa trên, ta có công thức tính công suất như sau. Công suất là P hoa được tính bằng công thực hiện trong một đơn vị thời gian. Vậy từ đây bạn sẽ có công thức tính công suất là P hoa bằng A chia T. Từ công thức này các bạn suy ra A bằng P hoa nhân T, suy ra T bằng A chia cho P hoa. Chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của một số đại lượng. A là công, T là thời gian và P hoa là công suất. Công, đơn vị là joule. Các bạn đã học trong chủ đề số 13. T là thời gian là giây. P hoa là công suất, đơn vị là watt.
Ngoài công thức tính công suất là P hoa bằng A chia T, ta có thể dùng công thức tính công suất đó là P hoa bằng F nhân V. Trong đây, P hoa vẫn là công suất, đơn vị là Watt, F là lực, đơn vị là Newton, V là tốc độ, đơn vị là mét trên giây. Có một cái lưu ý khi sử dụng công thức này là các bạn phải chứng minh ra công thức này trước khi chúng ta thế số. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chứng minh. Từ công thức P hoa bằng A chia T, ta sẽ khai triển ra như sau. Các bạn thấy A chúng ta đã học rồi, A bằng F nhân cho S, T thời gian chúng ta giữ nguyên. Công thức này chúng ta có thể ghi lại như thế này, F nhân với S chia T. Rồi, mà các bạn đã học rồi, S chia cho T, quãng đường chia thời gian, nó chính là tốc độ. Vậy từ đây bạn sẽ có được công thức mà chúng ta cần chứng minh. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về ý nghĩa của công suất. Nếu đề bài nó hỏi các bạn công suất của máy là 50W cho biết gì, thì các bạn biết 50W thì sẽ tương ứng với 50 joule trên giây. Do đó bạn sẽ có câu trả lời như sau. Trong một giây, máy sẽ thực hiện được công là 50 joule. Tóm lại, ở bài công suất này, các bạn cần nhớ những ý chính như sau. Thứ nhất, định nghĩa. Đó là chính là công thực hiện trong một đơn vị thời gian. Thứ hai, các bạn cần nhớ công thức P hoa bằng A chia cho T, hay các bạn nhớ thêm công thức đó là P hoa bằng F nhân V, và nhớ chứng minh cái công thức P hoa bằng F nhân V trước khi tính toán. Tiếp theo đó là phần đơn vị, các bạn nhớ phần đơn vị của công suất là Watt, ký hiệu là chữ W. Đây là những cái cơ bản nhất các bạn cần nhớ trong bài công suất. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần vận dụng nhé các bạn. Đây là bài vận dụng số 1. Các bạn dừng màn hình và đọc kỹ đề, sau đó thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn tóm tắt. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn làm tóm tắt. Đề bài cho mình biết người này thực hiện được công là 5.000 joule, công ký hiệu là chữ A. Trong 12 min có nghĩa là thời gian 12 phút, ký hiệu là chữ T. Bài kêu chúng ta đi tính công suất là chữ P hoa chấm hỏi Watt. Ở trong đây thời gian người ta cho chúng ta là phút, các bạn phải đổi ra giây. 12 phút đổi ra giây ra 720 giây. Các bạn hãy dừng màn hình, viết phần tóm tắt và ngồi tự giải bài toán này vô. Công thức đã có sẵn, mình đã học rồi, đó là P hoa bằng A chia cho T. Rồi, các bạn bắt đầu giải. Các bạn đã hoàn tất được bài chưa? Chúng ta cùng xem bài giải. Chúc mừng những bạn nào đã giải đúng đáp án. Bây giờ chúng ta nâng cấp bài tập lên một chút xíu nhé các bạn nhé, bằng một bài toán số 2. Các bạn hãy dừng màn hình và đọc đề thật kỹ, sau đó thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn tóm tắt và cách giải của bài này. Chúng ta thống nhất giải bài toán này như sau. Bạn Hương các dữ kiện các bạn sẽ ký hiệu là số 1, bạn Lan là số 2. Bây giờ thầy sẽ làm mẫu cho các bạn tóm tắt của bạn Hương. Bạn Hương nặng 40 kg, các bạn sẽ ký hiệu là chữ M1. Leo cao 6 m, các bạn ký hiệu là chữ H1. Hết 5 min, 5 phút có nghĩa là thời gian, các bạn ký hiệu là T1. Bài kêu chúng ta đi tính công suất, các bạn ký hiệu là P hoa 1 chấm hỏi Watt. Ở trong đây các bạn thấy thời gian 5 phút, các bạn phải đổi ra giây.
300 giây. Chúng ta cùng phân tích các bước dạy của bạn Hương. Để đi tính công suất của bạn Hương P hoa 1, các bạn dùng công thức P hoa 1 bằng A1 chia T1. Trong công thức này các bạn thấy A1 chúng ta chưa có. Các bạn sẽ đi tính A1 bằng công thức, đó là A1 bằng P lớn 1 nhân H1. Trong công thức này các bạn lại thấy P lớn 1 chúng ta chưa có. Do đó các bạn sẽ đi tính P lớn 1 bằng công thức P lớn 1 bằng 10 nhân M1. Nói tóm lại, để đi tính công suất của bạn Hương, các bạn sẽ làm 3 bước như sau. Bước thứ nhất, các bạn sẽ đi tính trọng lượng. Bước thứ hai, các bạn sẽ đi tính công. Bước thứ ba, các bạn sẽ đi tính công suất của bạn Hương. Các bạn hãy dừng màn hình, sau đó chúng ta nhìn vào sơ đồ và giải theo các bước như hướng dẫn. Đây là bài giải hoàn chỉnh đi tính công suất của bạn Hương. Các bạn tự làm tóm tắt cho bạn Lan và ký hiệu số 2 như chúng ta đã thống nhất từ ban đầu, và cách giải gần giống như là bạn Hương luôn. Sau khi các bạn tính được công suất của bạn Lan xong, các bạn sẽ so sánh hai công suất của bạn Hương và bạn Lan. Bạn nào có công suất lớn hơn thì chúng ta sẽ kết luận bạn đó khỏe hơn. Các bạn hãy dừng màn hình để chúng ta có thể viết lại bài giải của bạn Hương nếu bạn nào chúng ta chưa hoàn thành. Sau đó chúng ta giải tiếp cho bạn Lan nhé. Đây là bài giải hoàn chỉnh đi tính công suất của bạn Lan và phần so sánh ai khỏe hơn. Các bạn có thể dừng màn hình để theo dõi và chỉnh sửa. Các bài tập minh họa tiếp theo và những bài tập về nhà các bạn sẽ theo dõi giáo viên bộ môn cung cấp cho các bạn. Chúc các bạn làm bài thật tốt.